đoàn cơ giới số 24 của Ukraine ngày 27 tháng 6 tuyên bố, để đánh bật quân đội Ukraine khỏi Chesivya, người Nga đang phá hủy thành phố bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sonsepiok. Lữ đoàn cơ giới số 24 tuyên bố, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A sử dụng đầu đạn nhiệt áp có hiệu ứng phá hủy đáng kể do lực sát thương mạnh hơn nhiều và sóng nổ mạnh hơn so với thuốc nổ thông thường có cùng kích thước. Các binh sĩ nhấn mạnh thêm rằng, do hỏa lực cực mạnh của hoạt động loại vũ khí này, việc sử dụng nó gần các khu định cư dân sự bị công ước Geneva cấm. Trước động thái của quân đội Nga, đại sứ quán Ukraina tại Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng kêu gọi ngăn Nga xóa sổ thành phố Chasivya khỏi bề mặt trái đất. Đại sứ quán tuyên bố hôm 27 tháng 6, chúng ta phải ngăn chặn Nga biến nơi này thành thành phố ma trước khi quá muộn. Đại sứ quán Ukraine cáo buộc rằng Nga đã cố gắng hết sức để quét sạch tất cả những gì còn lại của Chesibia ở khu vực Donetsk, thậm chí nhắm mục tiêu vào cả các nhà thờ và khu trung cư dân cư đã bị hư hại ngay được báo cáo đang dồn dập tấn công vào thị trấn chiến lược Chernomlyá nằm ở phía đông Donetsk, làm gián đoạn việc luân chuyển quân lực, nhu yếu phẩm và vũ khí của quân đội Ukraine. Chernomlyá cao hơn khu vực xung quanh, khiến thành phố trở thành trung tâm hậu cần và căn cứ pháo binh tiền phương chủ lực của Ukraine. Hãng thông tấn Tat dẫn lời Thủ tướng Sorn nói hôm 26 tháng 6 khi đề cập tới nội dung trong hội nghị thượng đỉnh EU và NATO được tổ chức lần lượt vào các ngày 27 tới 28 tháng 6 và 9 tới 11 tháng 7. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về việc tăng cường vai trò điều phối hỗ trợ cho Ukraine và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Sol nói thêm, điều đó là hiển nhiên và tôi thấy điều quan trọng là phải tuyên bố rằng với những gì chúng tôi đang làm, NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. Thủ tướng Đức khẳng định NATO đã nhất trí về vấn đề này. An ninh xuyên Đại Tây Dương có tầm quan trọng hàng đầu, kể cả khi chúng ta nghĩ về triển vọng an ninh của Ukraine. Ông Sol cho hay. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ được tổ chức tại Washington Mỹ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, giới chức Mỹ nhiều lần tuyên bố Kyiv sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị này. Trước đó, vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tương lai của Ukraine nằm trong Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, song khẳng định Kiev chỉ có thể gia nhập NATO khi tất cả các nước thành viên đồng ý và Ukraine đáp ứng được các điều kiện, còn hiện tại vẫn chưa có thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, song NATO nhiều lần tuyên bố Ukraine chưa thể trở thành thành viên nếu nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột quân sự. Trong gần hai thập kỷ, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các chính sách của NATO là nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Nga. Gần đây, ông nhấn mạnh, hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev cam kết giữ vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Bước tiến của quân Nga đang chậm lại tại khu vực Kharkov sau khi các lực lượng Ukraine đã nhận được một số vũ khí viện trợ từ Mỹ và phương Tây. Đây là chiến dịch tấn công Kharkov thứ hai của quân đội Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi đầu năm 2022. Với vị trí gần biên giới của Kharkov, Moscow có lợi thế rất lớn trong việc tấn công vào khu vực này. Tên lửa đất đối không tầm xa S-300 và bom lượn đã xuất hiện trong các cuộc không kích, đẩy lực lượng Ukraine vốn đang trong tình trạng cạn kiệt về vũ khí và đạn dược phải lùi sâu vào trong lãnh thổ đại tá Yuri Pop, người phát ngôn lực lượng Ukraine ở Kharkov, nói với hãng tin AFP: "Nhiệm vụ của S-300 không phải là bắn trúng máy bay mà là phát nổ trên không, tạo ra các mảnh vỡ nhỏ có khả năng gây sát thương lớn. Đây là một vũ khí rất mạnh." Tuy nhiên, cục diện trên chiến trường có vẻ đang dần thay đổi sau khi Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với Ukraine, cho phép quân đội nước này dùng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm mục đích tự vệ. Ukraine đã sử dụng các bệ phóng tên lửa dẫn đường khi s do Mỹ cung cấp để bắn hạ 4 chiếc S-300 của Nga đang tấn công Kharkov từ một vị trí gần biên giới. Quân đội Kiev đã thành công ngăn chặn gần như ngay lập tức các hướng tấn công của Nga và cho phép quân đội Ukraine có thời gian di rời an toàn khỏi vùng phía Nam và phía Đông thành phố sau khi Khimaes được khai hỏa. Sau hơn một tháng tiến quân vào Kharkov, Nga mới chỉ chiếm được một khu vực nhỏ ở ngoại ô Vokchan, cách Kharkov 70 km. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, nguyên nhân khiến kế hoạch tấn công Kharkov của quân đội Nga không đạt được thành tựu như mong đợi là do ngay từ buổi đầu của chiến dịch, Nga chỉ mới tập hợp được lực lượng hạn chế và chưa triển khai lực lượng dự bị đáng kể. Điều này dẫn đến tốc độ phát triển và hoạt động tấn công của Nga bị chậm lại sự chậm lại này có thể mang tới cơ hội chiến thuật cho quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công, mặc dù lực lượng Kiev vẫn chưa tiến hành một hoạt động phản công hạn chế nhằm đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi khu vực phía Bắc Kharkov, ISV Kiev cho biết. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ khưu tướng Ben Hoges dự đoán rằng việc quân đội Ukraine được dùng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ gây nên những tổn thất lớn cho Moscow. Ông Hoges nói, nhân lực và vũ khí của Nga không phải là vô tận, trong khi đó Ukraine vẫn tiếp tục nhận được vũ khí viện trợ từ phương Tây. Điều này sẽ có tác động lâu dài hơn trong việc duy trì cuộc chiến này. Theo URI, sĩ quan cấp cao Nga Lapsin giữ chức tiểu đoàn trưởng sư đoàn dù cận vệ 98 của lực lượng vũ trang Nga. Được biết, ông đã tử trận khi cố gắng chỉ huy tiểu đoàn tiến lên theo hướng Chasipia. Các nguồn tin Nga cho biết, một thông tin đau buồn đến từ tiền tuyến, chỉ huy Alexander Lapsin thuộc sư đoàn dù cận vệ 98 từ Ivanovo đã từ trận, gần như toàn bộ tiểu đoàn đã bị tiêu diệt trong trận giao tranh ác liệt ở Chasivya ngoài ra một chỉ huy khác của nga tên là monak cũng được cho là đã thiệt mạng ở mặt trận Donetsk. thông tin này chưa được xác minh theo bộ tổng tham mưu ukraine quân đội nga đang tiếp tục nỗ lực tiến tới chasipya nơi đang diễn ra giao tranh tích cực nhất trên mặt trận Donetsk. quân đội ukraine tuyên bố trên telegram lực lượng ukraine đang củng cố phòng thủ ở khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đẩy lùi các cuộc tấn công của nga một cách hiệu quả trước đó có thông tin cho rằng quân đoàn quốc tế ukraine đã được triển khai tới chasipya để tăng cường phòng thủ cho mặt trận này hôm 21 tháng 6 nazar volosin người phát ngôn của nhóm lực lượng khartysia nói với interfax ukraine rằng quân đội nga bắt đầu tấn công chasipya từ hướng tores vài ngày trước Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine cũng cho biết lực lượng này đã được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ thành phố chiến lược trên cao Chasivya, nơi có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Ông Volosin nói, trong tuần qua, Nga liên tục tấn công, có các đợt tấn công trực diện bằng cơ giới hóa vào Chasivya và các nhóm nhỏ tối đa 5 người đang cố gắng đột nhập vào Novii và Kanan. Theo quan chức quân sự Ukraine, quân đội Nga đã ba lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Kiev gần Chansovya và Kalitschivka, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình trong tầm kiểm soát và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Volosin nhấn mạnh, các đơn vị phòng vệ đang kiềm chế hiệu quả các mũi xung kích nguy hiểm của đối phương và củng cố vị trí của họ ở khu vực. Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung nỗ lực vào Chasivya. Bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanisk, Moscow đang cố gắng bao vây thành phố. Nếu Nga thành công chiếm được Chasivya, họ sẽ có khả năng tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk. Theo SF, quân đội Nga đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai radar P-18 do liên xô sản xuất của lực lượng Kiev ở khu vực donetsk Các radar được cho là đã được triển khai gần các khu định cư Novolozovatka và Novomarievka cả hai đều bị tên lửa hành trình KH-35 bắn trúng và tiêu diệt. Đoạn video quay lại cuộc tấn công đã được công khai trên truyền thông vào ngày 22 tháng 6. P-18 là radar giám sát trên không VHF 2D với phạm vi phát hiện 250 km và độ cao 35 km. Ukraine thừa hưởng hàng chục radar như vậy từ thời Liên Xô. KH-35 là tên lửa hành trình chống hạm cận âm. Phiên bản mới nhất của tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quan tính với sự hỗ trợ GLONASS cùng với đầu dẫn đường radar chủ động, nó có tầm hoạt động lên tới 260 km và có thể bay cách mặt nước chỉ 4m để tránh bị phát hiện. Tên lửa hành trình chống hạm KH-35 được thiết kế bởi phòng thiết kế Zvezda vào năm 1983 nhằm thay thế cho các tên lửa P-15 tư mít lỗi thời, tốc độ chậm và tầm bắn hạn chế. KH-35E dài 4,4m, dài cánh 0,93m, đường kính 0,42m, trọng lượng 630kg. Những con số cho thấy tên lửa có kích thước khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển, lắp đặt. Tên lửa KH-35 có thể được bắn từ máy bay như máy bay ném bom chiến đấu Su-34, hệ thống phóng loạt trên đất liền có tên BA-1 hoặc từ tàu chiến sử dụng các hệ thống như bệ phóng hải quân KT-184. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga bắt đầu sử dụng tên lửa KH-35 thường xuyên hơn để nhắm vào các radar và hệ thống phòng không của Ukraine. Độ chính xác cao, tầm xa và khả năng tàng hình của tên lửa cũng như khả năng phóng nó từ trên không, trên bộ hoặc trên biển khiến tên lửa hành trình KH-35 trở nên hoàn hảo trong việc trấn áp các hoạt động phòng không của đối phương. Các vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thành phố Mariupol ở vùng Donetsk bị Moscow kiểm soát chiều ngày 22 tháng 6. Đang chú ý một căn cứ của lực lượng vũ trang Nga đã bị tấn công. Petro Andriy Uchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, tuyên bố trên Telegram. Thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc tấn công của Ukraina vào thành phố Mariupol đã bị đánh trúng một căn cứ quân sự của Nga. Cuộc tấn công đã khiến 5 thiết bị quân sự của Nga và một hệ thống phòng không bị hư hại. Ông Andriy Uchenko, cố vấn của thị trường Mariupol sau Ukraine bổ nhiệm cũng cho biết, các cuộc không kích khác đã xảy ra tại một sân bay gần làng Sari Karim và căn cứ quân sự của Nga gần văn phòng nhập ngũ ở Ikonsk, gây ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng cũng như thương vong đáng kể về người. Những xe cứu thương đã được nhìn thấy lũ lượt đến hiện trường vụ tấn công. Các xe cứu thương được cho là có thể chữa binh lính bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mariupol, thành phố nằm bên bờ biển Azov, từng là cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine tháng 2 năm 2022. Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Nga quyết kiểm soát trong giai đoạn hai chiến sự bởi thành phố án ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập nối từ vùng Donbass tới bán đảo Crimea. Sau hơn 80 ngày vây khám, lực lượng Nga thành công kiểm soát thành phố vào tháng 5 năm 2022. Mariupol là một trong những đô thị nằm trong khu vực được Nga tuyên bố sắp nhập đầu tháng 10 năm 2022 và đang đẩy nhanh quá trình tái thiết. Quân đội Nga đã xây dựng một quận hoàn toàn mới, gồm hàng chục tòa trung cư ở phía tây thành phố. Hệ thống sửa, nước sinh hoạt và nguồn cung cấp điện của thành phố đều đã được khôi phục. Xe buýt hoạt động trở lại, thường xuyên kiến khách, không ít trường học, bệnh viện và cửa hàng ở Mariupol cũng đã nối lại hoạt động. Các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow đã quân sự khóa Mariupol, biến thành phố này trở thành căn cứ chiến lược khổng lồ phục vụ cho các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.